Xin kính chào quý khán thính giả thân thương của chương trình Sự Thật Online. Một lần nữa chúng ta lại có dịp cùng nhau gặp gỡ và giao lưu trong chương trình Sự Thật Online số ra đầu năm mới này. Chương trình được phát trực tiếp trên website suthatonline.com, kênh YouTube cũng như trên mạng Facebook của Sự Thật Online. Thưa quý khán thính giả, khoa học, thực tế cùng những minh họa sống động là những nét rất riêng mà chương trình Sự Thật Online mong muốn đem đến cho mọi người trong mỗi chủ đề khác nhau. Để tăng thêm tính thực tế và có những chủ đề về đạo Phật thiết thực với đời sống hàng ngày, những người làm chương trình chúng tôi luôn muốn tương tác cùng quý vị thông qua địa chỉ email hay những lời bình luận, nhận xét trên YouTube hoặc trên Facebook của Sự Thật Online. Đặc biệt trong số ra năm mới 2022 này, chương trình của chúng tôi ngoài phần trao đổi với hai vị khách mời như những số ra trước đây, còn có thêm phần trích đọc những bức thư chia sẻ hành trình giác ngộ về đạo Phật của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình Sự Thật Online thay cho những lời muốn nói. Quý vị có thể gửi thư đến chương trình thông qua địa chỉ email suthatonline2020@gmail.com. Kính thưa quý vị, Tết đến, xuân về là điểm khởi đầu của một năm mới với nhiều mong ước, khát vọng tốt đẹp hơn. Vào dịp đầu năm mới thì người Việt thường có những phong tục, tập quán, tín ngưỡng, dân gian. Việc đi lễ chùa đầu năm là điều không thể thiếu. Trong nước Việt Nam của chúng ta có hơn 18.000 ngôi chùa và rất nhiều các đình, đền và miếu, v.v. Vào những ngày này thì tại các đình, đền, miếu và đặc biệt là chùa có rất đông du khách đến du xuân và hành lễ. Tuy nhiên, nhưng khi đến những nơi này thì không phải ai cũng biết mục đích lễ hội là gì, nơi đó thờ ai, tu gì và thành quả ra sao. Để hiểu đúng ý nghĩa và giá trị của việc đi lễ chùa, lễ đền đầu năm như thế nào cho đúng với lời của Đức Phật dạy, xin mời quý khán thính giả cùng với chúng tôi đến với chủ đề ngày hôm nay, lễ chùa đầu năm. Đến với chương trình hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Đầu tiên là anh Đặng Đại Thành đến từ quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào quý vị khán thính giả. Vị khách mời thứ hai là chị Trương Thị Ngọc Sương đến từ huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào quý vị khán thính giả. Xin chào, được chào hai vị khách mời ạ. Thưa anh chị, thì đi chùa đầu năm có thể nói là một cái nét văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam mình đã có từ rất lâu đời rồi. Thì thưa anh chị có thể chia sẻ đôi chút về cái vấn đề này được không ạ? Đầu tiên tôi xin được mời chị Ngọc Sương ạ. Vâng, theo tôi thì phong tục đi lễ chùa đầu xuân cũng tuân theo một cái quy luật tự nhiên. Xuân, hạ, thu, đông. Việc lễ chùa vào mùa xuân vừa là khởi đầu của một năm, vừa là khởi đầu của một sức sống mới. Trải qua thời gian, khái niệm đó trở thành yếu tố tâm linh gắn liền với văn hóa tín ngưỡng của người Việt Nam. Phần lớn người đi lễ chùa đầu năm theo truyền thống gia đình từ đời này sang đời khác. Riêng đối với Phật tử thì việc đi chùa trở thành một cái thói quen có thể diễn ra hàng ngày. Dạ vâng, xin được cảm ơn chị Sương. Còn theo ý kiến của anh Đại Thành là như thế nào? Xin được mời anh ạ. Đầu tiên cho tôi gửi lời cảm ơn đến chương trình Sự Thật Online vì chương trình đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi được tham gia giao lưu và chia sẻ cùng với quý vị khán thính giả. Tôi cũng rất đồng tình với chị Sương đây, vì theo tôi việc đi lễ chùa đầu năm cũng là một nét văn hóa và cũng là phong tục tập quán có từ lâu đời rồi. Vì ai cũng quan niệm rằng ngày đầu năm gặp điều may thì cả năm đều được may mắn, ngày đầu năm được bình an vui vẻ thì sẽ được vui vẻ bình an cả năm. Trong dân gian có câu, có thờ, có thiên, có kiêng, có lành. Cho nên mọi người ai cũng muốn đi lễ chùa, đình, đền hay miếu để cầu xin cho mình quanh năm được bình an, may mắn, làm ăn được phát tài. Nói chung, tôi thấy vào đầu năm, mọi người đến những nơi này rất đông đúc. Nhưng giá như mọi người chịu khó tìm hiểu một chút về đạo Phật thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Ủa, sao vậy anh? Vì tôi thấy nhiều người hiện nay đi lễ chùa hay đến các lễ hội đình đền hay miếu không có trật tự, thường xuyên xảy ra tình trạng chen chúc nhau, giành giật nhau để cắm nhang hoặc xin lộc, xin xăm, bói quẻ, dân sao dạy hạn gì đó. Nhưng theo tôi biết thì Đức Phật không có dạy mình làm những việc này.
Nói một cách khác thì những việc lạy lục, cầu xin bói toán không phải là của đạo Phật chính thống, mà bắt nguồn từ các đạo bên Trung Quốc du nhập vào Việt Nam. Tôi có biết về lễ hội lớn trong nước thu hút rất đông người như là lễ hội Chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội, lễ hội Đuôi Voi ở Đắk Lắk, lễ hội Chọi Châu ở Hải Phòng, rồi lễ hội Bà Chúa Xứ ở núi Sam Châu Đốc, và đặc biệt là lễ hội cầu ngư ở các vùng có cư dân đánh cá như là ở làng Thái Dương Hạ thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, có lễ hội cầu ngư rất lớn được tổ chức 3 năm một lần, nên quy tụ rất đông người. Thì đúng như là lời anh Thành nói, thì mỗi độ xuân về tôi thấy có rất là nhiều Phật tử đến những nơi này để quỳ lạy cầu xin, để cầu xin tài lộc nè, để mang lại may mắn, bình an, sức khỏe cho người thân cũng như là cho chính bản thân mình. Vậy thì theo chị Ngọc Sương, thì theo chị thì đi việc cái việc đi chùa ngày xưa so với lại cái thời hiện đại này thì nó có khác nhau nhiều không ạ, thưa chị? Tôi thấy thời xưa người ta thường chọn ngày lành đầu tiên trong năm để đến chùa lễ Phật hoặc là đến đình, miếu, lạy thần thánh với mong muốn khởi đầu năm mới được an lành, suôn sẻ. Ngày nay người Việt đến lễ chùa ngay trong cái đêm giao thừa và tất cả những ngày trong Tết, trong đêm giao thừa thì họ đến lễ tạ như lời tri ân, cảm ơn cho năm cũ, đồng thời cũng cầu cho năm mới được may mắn. Và đây được xem như là tập tục tín ngưỡng dân gian của người Việt Nam đã có từ thời xa xưa. Tuy nhiên, những tập tục này đang dần mất đi cái vẻ đẹp khi rất nhiều người đổ xô đến các cơ sở thờ tự, không còn đơn thuần là để phản cảnh chùa, để du xuân, mà đôi khi chỉ vì cái phong trào, vì cái mê tín quá mức. Người ta cho rằng cái giờ phút mà đầu tiên của cái đầu năm đến chùa là được may mắn cả năm. Ngày xưa, chùa làng nào, dân làng nấy thờ, tức làng nào cũng có chùa, người ta thường đi viếng 1 đến 2 ngôi chùa trong làng. Còn ngày nay, thậm chí có nhiều người cuồng tín tới mức đầu năm phải chạy xô đi lễ chùa bằng cho nhiều chùa bằng được. Điển hình như hành hương thập tự, tức là viếng 10 cảnh chùa đầu năm để cầu mong có thật nhiều may mắn, tài lộc đến với mình. Chính những cái quan điểm này đã khiến cho nhiều cơ sở thờ tự bị quá tải trong cái dịp đầu xuân. Cơ sở thờ tự nào càng có tiếng và lâu đời thì người ta lại càng muốn đến cho bằng được, bất chấp việc chen lấn, xô đẩy, dẫm đạp, có khi dẫn đến những tai nạn rất đáng tiếc và thương tâm. Từ đó, đi lễ chùa đầu năm trở thành một cuộc đánh trận, hỗn loạn, làm mất cái trật tự ở một nơi mà lẽ ra phải thật trang nghiêm và thanh tịnh. Thì quả thực cái thời buổi hiện nay đúng là nó đã xảy ra những cái hệ lụy như chị vừa nói đây. Nhưng mà thiết nghĩ thì tôi nghĩ là cũng nên là thông cảm cho họ. Bởi vì từ không biết bao đời trước giờ thì trong dân gian cứ truyền tai nhau rằng việc xin lộc như vậy á, nó sẽ mang đến cái tiền tài cho mọi người. Thậm chí là có thể trúng được số độc đắc cơ à. Thì thế thì theo anh Đại Thành thì việc này nó có đúng không ạ? Thưa anh. Cầu xin tài lộc mà trúng số thì đâu có gì lạ đâu. Là sao anh ạ? Có thể anh có thể nói rõ hơn được không ạ? Thì có gì đâu. Chị Xuân và chị Xuân đây cứ nghĩ kỹ xem. 1 triệu người đi cầu xin tài lộc thì phải có ít nhất 1 người trúng số độc đắc. Trong 1 triệu người mua vé số thì có rất nhiều người trúng số các dạy nhất, nhì, ba, tư nữa kìa. Đó là dựa theo xác suất toán học của tờ vé số có 6 chữ số đó. Vì vậy, những người có đầu óc thực tế và khoa học, họ không hề tin vào việc cầu xin để có tài lộc. Đồng thời, khi tìm hiểu rất nhiều về kinh sách, tôi thấy có câu: không ai có thể ban phước hay giá họa cho người khác. Dựa theo câu này thì chị Xuân nghĩ là nếu cầu xin tài lộc thì có được gì không? Dạ, nếu mà trong kinh đã nói cái câu này thì tôi nghĩ là cầu xin nó không có được gì đâu ạ. Tôi hỏi chị cho vui vậy thôi. Chứ đây là thời đại 4.0 rồi, thời đại của nền văn minh lên cao. Thế thì không cần chi kinh sách nói về việc cầu xin này. Chúng ta chỉ cần dùng đó khoa học của chúng ta suy xét là đủ để hiểu thôi. Tôi vừa nghe chị Sương nhắc tới chuyện đi hành hương thập tự đầu năm. Làm tôi nhớ lại chuyện lúc xưa, tôi cũng có đi 10 cảnh chùa. Sẵn đây, tôi xin kể cho hai chị cùng quý vị khán thính giả cùng nghe câu chuyện của chính tôi có được không? Dạ được ạ. Xin mời anh ạ. Anh cứ tự anh nhiên kể cho tụi em cùng nghe. Vào lúc nhỏ, lúc tôi còn đi học,
Cứ mỗi dịp giao thừa thì tôi và các bạn thường hẹn nhau để đi chùa, xin bình an, may mắn. Có người thì xin thi đạt điểm cao, có người thì giật bao liền xì, hái bông để có cả năm được nhiều tài lộc. Và cứ năm nào cũng thế. Đến một năm thì tôi có việc xa nhà, không về đón giao thừa kịp, phải đến sáng thì mới vào chùa để xin lộc và giật bao liền xì. Tôi chưa kịp xin gì thì thấy cảnh hoang tàn y như một cơn bão vừa càng quét qua vậy. Tôi thật sự ngỡ ngàng và đứng hình một lúc. Hình ảnh này rất quen thuộc, sực nhớ lại mấy năm trước, cũng chính mình và các bạn đã giành giật nhau bức bông bẻ lá ở một ngôi chùa nọ, không chừa thứ gì. Tự nhiên lúc đó tôi có cảm giác là như mình thật có lỗi. Thế là kể từ đó trở đi tôi không còn đi chùa để xin lộc đầu năm nữa. Sau này lớn lên, khi có việc làm rồi thì tôi lại nghe theo nhiều người đi thập tự để cầu xin được may mắn bình an, làm ăn phát tài. Thế là tôi tham gia chuyến đi thập tự tham quan 10 cảnh chùa. Khi đến ngôi chùa đầu tiên, tôi đốt nhang lại Phật. Đến ngôi chùa thứ hai, tôi cũng đốt nhang lại Phật. Rồi đến ngôi chùa thứ ba cũng vậy. Có các chùa thì có thờ các vị thánh thần hoặc các vị có cái mặt rất hung dữ, mà tôi cũng đốt nhang quỳ lại luôn. Cứ như thế, đến ngôi chùa thứ 10, chùa nào cũng chỉ biết có đốt nhang lại và lại thôi. Đột nhiên tôi lại như đứng hình thêm một lần nữa và suy nghĩ. Sao ai đi chùa cũng đốt nhang và lại? Lại Phật đã đành, còn lại luôn cả những vị không phải là Phật nữa. Chả cần biết đó là ai, cứ thế mà lại. Bắt đầu từ đó thì rất nhiều câu hỏi trong đầu tôi hiện ra. Và tôi quyết định đi tìm hiểu cho ra lẽ về Đạo Phật. Hiểu sao cho đúng với chánh pháp của Đức Phật dạy. Và đến nay thì qua nhiều năm nghiên cứu kinh sách và thực hành, đồng thời thì cũng qua việc gặp gỡ các vị tri thức, tôi được biết rằng Đức Phật khi còn là Thế tử Tất Đạt Đa, Ngài đã từ bỏ cung vàng địa ngọc, giàu sang phú quý để xuất gia đi tu, để tìm ra chân lý cứu giúp loài người. Vì vậy, Đức Phật không có phước để ban cho mình. Ngài chỉ để lại lời dạy cho mình làm theo thôi. Đồng thời, ở thế gian này, không ai có thể ban phước hay giáng họa cho người khác được. Từ đó thì tôi không còn tốn kém tiền bạc, công sức vào những việc làm như thế nữa. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn cái câu chuyện chia sẻ rất là cảm động và rất là hay của anh Đại Thành ạ. Vậy còn chị Sương ạ, tôi được biết là chị đã có cái thời gian công tác trong ngành y thành phố Hồ Chí Minh được 17 năm rồi. Thì sẵn đây chị có thể chia sẻ một chút câu chuyện cá nhân của chị về cái quá trình về đi tìm học đạo Phật của chị không ạ? Xin được mời chị ạ. Vâng. Nghe câu chuyện của anh Thành vừa mới kể thì tôi nghĩ cũng có rất nhiều người giống như trường hợp của anh Thành vậy đó. Nhưng có lẽ không được may mắn như anh Thành, vì họ chưa nhận ra đâu là đúng, đâu là không đúng lời Phật dạy. Khi xưa bản thân của tôi cũng vậy, cũng ảnh hưởng truyền thống phong tục tập quán của ông bà ta, là Tết là phải đi chùa cúng bái lạy Phật cầu xin bình an phước lộc vậy đó. Quá trình đó thì cũng trải qua nhiều năm. Đến một lần nọ cách đây khoảng 5 năm, tôi vào chùa cúng lại như bao lần khác. Nhưng lần này ở chùa đông quá trời luôn, nhang khói thì mù mịt. Tôi chưa kịp cắm nhang thì bị người trong chùa giật bó nhang, vứt thùng rác. Bức xúc cái tôi mới hỏi, nhang tôi còn chưa cắm sao anh lại vứt thùng rác? Cái ảnh nói như vậy, cấm hay không cấm thì cũng không có gì đâu, chỉ cần thành tâm là được. Cái trên đường tôi về, cái tôi cứ suy nghĩ câu nói này, tôi nghe cũng có lý. Vậy mình ở nhà thành tâm là được rồi, cần gì đi chùa chen chúc chỉ cho mệt vậy. Phật là phải từ bi hỷ xả, nhưng tôi lại nghĩ nếu từ bi hỷ xả thì sao ông Phật ổng không cứu giúp cho người nghèo khổ nè, có cơm ăn đi, áo mặc đi, cứu giúp những người nạn tay đi, những người đó cũng tội nghiệp mà. Nhưng tôi lại nghĩ những người làm chuyện xấu gây tội nè mà xin ông Phật hỷ xả bỏ qua được, như vậy cũng không công bằng lắm. Vậy rốt cuộc mình cầu xin có được hay không? Từ đó tôi quyết tâm tìm hiểu sách Phật để rõ thông vấn đề này. Và sau nhiều năm tìm hiểu, tôi thấy trong kinh Kim Cang có ghi 4 câu: ai lấy sắc mà cầu ta, lấy âm thanh cầu ta,
người ấy hành đạo tà, không thấy Như Lai, chỉ thấy ma. Từ đó tôi biết là quỳ lại, cầu xin Phật ban phước, những không được gì, còn ông Phật gọi là tà ma nữa. Dạ, vâng ạ. Dạ, xin cảm ơn chị Sương về cái câu chuyện rất là thực tế của chị ạ. Dạ, nếu mà như là việc đi lễ chùa như vậy á, việc quỳ lạy cầu xin Phật thần thánh gì đó ban phước thì không, nó sẽ không được cái gì hết, thì tại sao tôi thấy rất là nhiều người, có nhiều người lắm họ vẫn lạy lục cầu xin, thậm chí rất là thần thành tâm. Xin được mời anh Đại Thành ạ. Nhiều người do tâm lý đám đông, nghe nói chùa nào thiêng, chùa nào nổi tiếng thì nô nức đến dâng lễ cầu xin. Bởi vì họ nghĩ rằng chùa nào thiêng thì sẽ xin gì được đó. Nhưng hiểu cho đúng thì chùa là nơi thờ Phật, chứ không phải để cho chúng ta tổ chức lễ lại cầu xin. Đức Phật là vị toàn năng toàn giác, Ngài đến đây để giúp chúng ta giác ngộ, và xa hơn nữa là giúp con người thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Chứ Đức Phật không phải là một người có quyền năng ban phước hay giáng họa cho ai. Đó là điều cơ bản nhất của đạo Phật. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, ngọn đuốc đó phải được mồi từ chánh pháp của Như Lai. Có một câu hỏi nhỏ là tôi xin hỏi chị Xuân. Trong kinh có nói một số thầy dịch lại rằng Đức Phật dạy 84.000 pháp môn. Theo chị Xuân thì thấy thế nào? Tôi thấy có nhầm lẫn gì không anh? 84.000 pháp môn là sao mà nhiều thế vậy anh ạ? Thì trong kinh thế mà. Chị không có tin kinh sao? Theo tôi nghĩ thì chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây á, chứ Đức Phật làm sao mà có thể dạy được nhiều như thế ạ? Tôi cũng khẳng định là vậy. Chị Xuân thử tính xem, một năm thì có 365 ngày. Rồi theo chị Đức Phật dạy đạo được mấy năm? Theo tôi tìm hiểu tôi biết hình như là Đức Phật dạy đạo khoảng 49 năm thì phải. Đúng rồi, 49 năm. Vậy thì chị lấy con số 84.000 mà chia cho 49, rồi chia cho 365. Kết quả là số pháp môn khác nhau mà Đức Phật dạy trong một ngày. Tóm lại chị có biết một ngày Đức Phật dạy bao nhiêu pháp môn khác nhau không? Anh nói rõ luôn, tôi không nhẩm hết được. Gần 5 pháp môn khác nhau. Ồ vậy hả anh, sao nhiều thế anh? Làm gì có đức, có chuyện Đức Phật dạy đến 5 pháp môn mà dạy 5 pháp môn khác nhau cơ mà liên tục trong suốt 49 năm luôn ạ? Ở đâu ra mà sao nhiều pháp môn thế ạ? Thì đó, vậy mà cũng có nhiều người rất tin tưởng vì họ cho rằng đó là kinh, mà kinh chính là lời dạy của Đức Phật được ghi chép lại thì phải chính xác. Tôi vừa đưa ra ví dụ đơn giản để chứng minh chị Xuân đã thấy vô lý rồi. Bởi vì tôi thường hay nói những lời trong kinh Phật nói chúng ta phải dùng đầu óc khoa học xem xét cho thật kỹ. Nếu thấy đúng thì hãy tin và làm theo. Còn thiếu suy xét mà cắm đầu làm theo thì là bị bán Đức Phật rồi. Vì sao vậy chị Xuân và chị Sương có biết không? Vì sao vậy anh ạ? Đơn giản là tại vì từ thời Đức Phật đến nay đã hơn 2560 năm rồi. Kinh sách được truyền lại qua biết bao nhiêu thế hệ và có rất nhiều dịch giả. Mỗi người một trình độ khác nhau, thậm chí là trí tưởng tượng của mỗi người cũng khác nhau nữa. Sao lại có việc tưởng tượng ở đây nữa ạ? Thưa anh Thành. Thì người dịch kinh không hiểu ý thâm sâu của Đức Phật dạy thì bắt buộc phải tưởng theo cái trí tưởng tượng của mình. Vị dịch kinh nào mà có đầu óc phong phú, trí tưởng tượng cao siêu thì kinh sách Phật thêm phần phong phú. Như tôi đã dẫn chứng, Đức Phật dạy tổng cộng 84.000 pháp môn là một ví dụ cụ thể đó. Mà Đức Phật nào dạy được 84.000 pháp môn đâu? Chúng ta học chỉ có mấy pháp môn thôi mà học còn không nổi, ở đâu ra 84.000 pháp môn? Dịch giả nào hay thầy nào nói Đức Phật dạy 84.000 pháp môn, tôi sẽ đến gặp để chất vấn trực tiếp. Chỉ cần liệt kê thử cho tôi nghe 5.000 pháp môn thôi. Thì ra là vậy à. Tôi thấy có nhiều thầy có bằng cấp cao trong đạo Phật, chức vụ cao trong giáo hội Phật giáo, thế mà vẫn cho rằng Đức Phật dạy đến 84.000 pháp môn. Quả thật thời mạt pháp rồi. Thật ra thì Đức Phật dạy chỉ có 6 pháp môn thôi. Anh có thể nói rõ hơn về cái 6 pháp môn này không ạ? Thứ nhất là pháp môn tiểu thừa, còn gọi là nguyên thủy.
tu để đạt bảo vị cao nhất là thành A-la-hán, tức thánh bất động. Hai chị thấy các thầy hay thường gọi là sư á, thì các sư này đi trên đất nè, ôm bình bát khất thực, mặc áo màu cam, ngày ăn một bữa, thì đó chính là đang tu theo tiểu thừa. Thường thì tôi thấy tu nhiều ở các khu vực tỉnh Trà Vinh. Thứ hai, pháp môn trung thừa là pháp môn lý luận, cũng gọi là triết lý Phật Thích Ca. Nhưng mà nó không phải là một mục đích tu là để làm giảng sư đạo Phật. Hai chị thấy ngày nay mà các thầy mặc áo vàng ngồi giảng đạo lý luận đủ thứ trên trời dưới đất thì đó chính là đang tu theo trung thừa. Pháp môn thứ ba là pháp môn đại thừa, mục đích tu là để thành kỹ sư đạo Phật. Pháp môn này thì nghiên cứu hữu dụng của vật chất hữu hình và vô hình, chế tạo thiết bị cứu giúp người hay là hại người. Khi được thành tựu thì biết được tất cả. Ngày nay chúng ta thường nghe nói là tu theo đại thừa rất nhiều, nhưng thực chất họ không hiểu được đại thừa là như thế nào nên mới nói vậy. Ngày nay thì chỉ thấy các nhà khoa học họ nghiên cứu mà thôi, chứ thực chất thì không ai biết tu đại thừa cả. Pháp môn thứ tư là pháp môn niệm Phật. Mục đích tu là để được vãng sanh lên cõi trời tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Pháp môn tu này chỉ được vãng sanh thôi, chứ không giải thoát mà khỏi sinh tử luân hồi được. Sao tôi thấy hiện nay có rất là nhiều người tu theo cái pháp môn tịnh độ này hay là niệm Phật vậy đó. Họ nói là niệm Phật thì sẽ thành Phật, tức là sẽ thoát khỏi cái sinh tử luân hồi. Thì nhưng mà nãy tôi có nghe anh Thành chia sẻ là chưa có giải thoát được và chưa có thành Phật được. Xin anh cho cái lời lý giải này ạ. Đơn giản thôi. Niệm Phật là để vãng sanh. Hai chữ vãng sanh thì vãng là đến, sanh là sanh ra. Vãng sanh có nghĩa là sanh đến, nghĩa là có chỗ sanh đến thì phải có tử. Tức có tuổi thọ thì làm sao giải thoát được sinh tử luân hồi. Còn niệm Phật để thành Phật ư? Hoàn toàn mê tín. Muốn thành Phật thì phải có công thức đàng hoàng để thành, chứ không phải niệm Phật thành Phật. Ngày nay là thời đại công nghệ 4.0 rồi. Làm bất cứ gì cũng phải dùng đó khoa học của mình để suy xét và kiểm chứng. Tôi lấy ví dụ đơn giản như sau. Hai chị coi thử có thành được hay không nhé. Ví dụ như tôi có miếng đất nọ, ngày nào tôi cũng liên tục nhìn vào miếng đất ba thời, đọc, tụng và niệm: Nam mô thành nhà đẹp, Nam mô thành nhà đẹp, Nam mô thành nhà đẹp, Nam mô thành cái 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 nhà đẹp. Nam mô thành cái nhà đẹp, 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 Nam mô thành cái nhà đẹp. Thì liệu cái nhà đẹp có thành được hay không? Dạ, chắc chắn là không rồi. Thì đó, tôi thấy người ta thường niệm Phật mà không hiểu. Chỉ kêu tên Phật hàng ngày, chứ không phải là niệm Phật. Vì vậy, người niệm Phật mà không hiểu ý Đức Phật muốn dạy gì, thì cho có niệm Phật cả đời đi nữa thì cũng phí công vô ích thôi. Đức Phật dạy, niệm là nhớ, Phật là tánh Phật của chính mình. Niệm Phật tức là thường hay nhớ đến tánh Phật của chính mình. Nói một cách khác là mình chịu nhận ra tánh Phật của chính mình, chứ đừng mãi sống với tánh phàm phu của mình. Rồi cứ ngồi đó mà kêu tên Phật mãi và không biết ngày nào ra. Rồi tới pháp môn thứ năm là pháp môn niệm chú. Mục đích tu để chữa bệnh hoặc có thần thông để cho nhiều người kính nể. Cuối cùng là pháp môn thứ sáu, đó là pháp môn thiền tông. Mục đích tu để được giác ngộ và giải thoát.
Dạ vâng ạ. Cảm ơn anh Thành đã chia sẻ câu chuyện và những ví dụ và những cái ý kiến rất là hay và bổ ích ạ. Dạ, còn ý kiến của chị Sương như thế nào ạ? Xin được mời chị ạ. Tôi cũng đồng ý kiến với quan điểm của anh Thành. Vì do cuộc sống của họ quá khổ sở, không biết dựa dẫm vào ai, không ai hướng dẫn họ, không ai giải thích cho họ về những lời Phật dạy, dẫn đến những cái việc này đã trở thành một cái thói quen ăn sâu vào cái tiềm thức của mỗi người, nên họ mới có cái hành động như vậy. Trong lòng họ không biết đâu là chánh tín, đâu là mê tín, vì không được ai hướng dẫn, có lúc cầu xin không được, cảm thấy không linh thiêng, có lúc lại bị người khác dụ dỗ, nói là có chỗ này linh, có chỗ kia linh, cầu gì thì được nấy, cứ đi xin thử đi, quỳ lại khấn vái thành tâm vô, được thì không được, không được thì thôi, đâu có mất gì đâu, sợ phải không? Cũng vì có cái thêm mọi những cái người dụ dỗ đó lôi kéo như vậy á, nên có nhiều người quỳ lại cầu xin rất là thành tâm luôn. Hiện tượng mà người người nhà nhà đổ xô lễ chùa đầu năm là vì họ hiểu sai cái ý nghĩa lẫn cái mục đích của việc đi chùa lễ hội. Vì hiểu sai nên họ mới đến chùa đình đền miếu không phải với cái tâm thế là du xuân ngoạn cảnh, mà với tâm thế là tham lam nhu cầu lợi ích của bản thân. Nên cầu xin mà được thì Đức Phật đã là người cầu nguyện đầu tiên cho mấy trăm người trong dòng họ, dòng tộc của Đức Phật rồi, đâu có bị sát hại. Đức Phật là người đầu tiên cầu nguyện cho tất cả chúng ta được thành Phật luôn, phải không? Đa số các Phật tử tại gia luôn bận cuộc sống mưu sinh hàng ngày, không có thời gian tìm hiểu kinh Phật đã dịch đã đành. Còn đáng nói hơn là một số thầy tu lâu năm đọc thuộc kinh Lào hàng ngày mà không chịu giảng dạy cho Phật tử hiểu, cứ bày biện đủ các lễ lọc cúng bái nhằm có lợi cho chùa, thì làm sao Phật tử hiểu được cái lời Phật dạy? Nếu những người ấy mà chịu khó tìm hiểu một chút về đạo Phật đi, thì sẽ biết được là thứ nhất nè, đình là nơi thờ của thần ngữ. Những lễ hội được tổ chức tại đình là do người dân ở địa phương đó tôn sùng vị thần nào đó nên lập ra đình, rồi hàng năm tổ chức cái lễ hội, cái kéo du khách đông đến để tham quan hay là gì, nói chung là vân vân. Thứ hai là đền là của nơi thờ các vị tướng có công với quốc gia mà sống ở vùng đó, nên người dân ở vùng đó đặt ra đền để tưởng nhớ công lao của các vị ấy. Rồi thứ ba là miễu, là nơi thờ những người đã chết mà chưa được đi luân hồi, còn lãng lãng ở nơi đó, nên người dân thấy tội nghiệp và lập ra miễu tại nơi này để cúng cho các vị đó ăn, đỡ đói. Bởi vậy nhân gian mới có câu là cúng cho cô hồn ăn là vậy đó. Còn thứ tư là chùa, là nơi lưu giữ những kinh sách của Phật, là nơi phổ biến chánh pháp của Đức Phật Thích Ca, để những ai muốn tìm hiểu về đạo Phật đến đó mà tìm hiểu. Nơi đó thì có các tăng ni cũng là đệ tử của Đức Phật, có trách nhiệm sẽ giảng dạy lời trong kinh của Đức Phật để mình hiểu rõ hơn. Nhưng tôi thấy đa số chùa ngày nay đều không có giảng dạy lời Đức Phật mà chỉ tổ chức các lễ nè, lễ này lễ kia, quả thật đã làm mất đi cái tinh hoa của đạo Phật. Nói chung ngày lễ Tết Phật tử đến chùa chắp tay xá Đức Phật, cảm ơn Đức Phật cũng là cái vị giáo chủ ở cõi ta bà này, cảm ơn Ngài đã để lại những lời dạy cho con người sống biết nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Còn những ai mà muốn giác ngộ đúng lời Phật dạy thì đến chùa mà treo, người ta có treo bảng á nha, chùa dạy giác ngộ mà học. Ai đã chán ngán cái cảnh sinh tử luân hồi rồi, muốn thoát khỏi cái vùng mà lẩn quẩn này, thì tìm đúng chùa nào có treo bảng chuyên dạy giải thoát để học cách thoát ra khỏi sinh tử luân hồi, chớ đừng đi đến những cái nơi đông đúc chen lấn mà giành giật nhau, chi rồi cắm cây nhang thôi rồi quỳ lại chi cho nó mệt. Nói chung là phí công vô ích quá. Còn bị người trí thức ta cười nữa đó. Vì bây giờ cái thời đại này đã là 4.0 rồi, khoa học thì đang phát triển rất nhanh, suy nghĩ của chúng ta cũng phải theo cái khoa học, chớ đừng tin vào cái những cái chuyện mà không thực tế này nữa.
Dạ, đúng là như vậy ạ. Cái thời buổi này là thời buổi 4.0 thôi. Khoa học càng lúc càng phát triển, càng lên cao và hiện đại rất là nhiều. Không phải là cái thời kỳ đồ đồng và đồ đá như là trước kia nữa. Nhưng mà tôi nghe có một cái câu nói mà dân gian thường hay chuyện nhau thế này: đi chùa xin lộc đầu năm, cho lòng thanh thản, cho tâm an lành, thì mình làm việc gì nó cũng được thuận lợi và may mắn hết á. Thì chị Sương nghĩ như thế nào về cái câu nói này ạ? À, như tôi đã nói á, ngày nay á, đa số các cơ sở tu viện nè, quý thầy cũng tổ chức nhiều hình thức phát lộc lắm nha. Vào những ngày đầu năm mới, như là phát lì xì nè, trong đó là có câu kinh, tờ tiền mệnh giá là 1.000 đồng hoặc 2.000 đồng Việt Nam gì đó. Có khi phát một cái chuỗi nhỏ đeo tay, một cái hình Phật, hay là cái dây chuyền đeo cổ có hình của chư Phật. Xin ví dụ ha, điển hình như ở chùa, tôi thấy ở chùa quận 10 thành phố Hồ Chí Minh mình, hàng năm sư thầy chủ trì thường tổ chức phát lộc cho những người đến viếng chùa. Nhưng mà khi nhận lộc á, như vậy mình phải bỏ vào cái thùng được cho là cái thùng công đức. Người ta bỏ vào đấy số tiền thường gấp chục, thậm chí gấp trăm lần số tiền mà phát lộc cho mình á, họ nhận được đó. Còn trong tất cả các kinh, Đức Phật không có dạy xin lộc hay là phát lộc đâu, mà đây nói chính xác là tập tục dân gian được các quý thầy á, xem đó là một trong các phương tiện đưa vào nhà chùa, từ đó mà nảy sinh ra việc xin lộc hay là phát lộc đó. Đại đa số người ta đều lờ mờ về cái tín ngưỡng đến chùa. Người ta nghĩ rằng á, lấy được lộc ở chùa phát sẽ mang đến may mắn cho mình. Thậm chí nhiều người á, truyền miệng nhau nói rằng lộc trong chùa mới là linh thiêng, nên đã xảy ra những cảnh như chen lấn, đẩy nhau, tranh nhau xin lộc là vậy đó. Việc đi lễ chùa, lễ hội hiện nay không chỉ có tăng ni, tín đồ Phật tử mà gồm các tầng lớp nhân dân. Trong đó đáng nói nhất là những người cả năm không có đi chùa, chỉ có lễ hội hay gì ta mới đi chùa để xin lộc, vì họ tin rằng những cái phần lộc đó phù hộ cho họ cả năm. Nói cho cùng, âu đó cũng là lòng tham thôi. Lòng tham này cộng thêm với sự thiếu hiểu biết nên họ dễ bị lợi dụng. Từ đó xuất hiện những hiện tượng biến tướng, mê tín, phản khoa học, không đúng với chánh pháp của Đức Phật đã dạy. Dạ vâng ạ. Thì nếu như là cái việc quỳ lạy cầu xin thì không đúng với lại lời của Đức Phật dạy, thì còn cái hòm công đức thì như thế nào ạ? Tôi thấy có rất là nhiều người, rất là nhiều chùa, hầu như chùa nào cũng để là hòm công đức như chị Sương nói ở trên. Vậy thì thưa anh Đại Thành, thì theo anh là công đức là gì? Mà tại sao không phải gọi là hòm phước đức ạ? À, đúng như chị Sương nói, đa số các chùa nào cũng để hòm công đức hết. À, tuy nhiên thì cũng có một số chùa là để hòm phước đức hay hòm phước điền. Theo tôi biết, Đức Phật dạy có ba loại: công đức, phước đức và ác đức. Phước đức và ác đức thì nhiều người đã biết. Phước đức là giúp cho người khác được an vui, hết khổ thì có phước đức. Ví dụ như là người ta đói thì mình cho người ta ăn, người ta vui mừng. Hoặc khi người ta túng thiếu tiền thì mình có tiền mình liền cho người ta mừng rỡ. Còn ác đức thì làm cho người khác đau khổ, khổ sở hay gieo gắt mê tín dị đoan cho người ta. Hoặc là mình lừa gạt người ta là bị ác đức. Nhân đây tôi cũng xin hỏi chị Sưng và chương trình một câu hỏi là như trên. Nếu như tôi thấy có một người nọ đang đói, tôi vội mang đồ ăn cho họ ăn. Hoặc là tôi thấy một người nào đó đang thiếu tiền, hỏi xin tôi. Tôi chẳng cần suy xét mà liền cho tiền người ấy. Như lý thì tôi được phước đức, mà nhưng đằng này thì tôi lại bị thêm ác đức nữa. Thì hai chị có tin không? Sao lại như vậy? Anh Thành có thể nói rõ hơn được không ạ? Chúng tôi chưa có hiểu lắm rồi. Cũng lại đơn giản thôi. Khi tôi thấy người ta đói, tôi gọi cho người đó ăn mà không cần biết người đó là ai. Lỡ mai người đó là một kẻ cướp, ăn no rồi thì đi cướp giật của người khác, thế là tôi lại gián tiếp mà tiếp tay cho ăn cướp. Tôi bị ác đức. Khi tôi thấy một người thiếu tiền, tôi liền móc tiền ra cho. Không cần suy xét người đó như thế nào. Không may gặp một đứa xì ke, hút chích, thế là tôi cũng tiếp tay làm khổ người khác. Tôi cũng bị ác đức. Chính vì vậy mà chị thấy,
Thực tế hiện nay có nhiều người rất hạnh diện là mình đi nhiều chùa, làm phước thiện rất nhiều tiền. Đúng ra thì họ phải rất vui vẻ nè, hạnh phúc, nhà cửa, con cái ngon lành. Nhưng rốt cuộc thì trái lại, họ lại chút vào vô số phiền não. Nhà cửa, gia đình, con cái lúc nào cũng lo lắng, hoảng sợ. Tôi xin nhận chứng rất thời sự như sau. À, như dạo này báo chí hay đăng tin về việc làm từ thiện của rất nhiều người nổi tiếng. Số tiền từ thiện lên đến hàng chục, thậm chí là hàng trăm tỷ. Lý ra thì họ phải được vô số phước và hưởng được nhiều niềm vui và hạnh phúc chứ. Nhưng thực tế thì sao? Họ chút không biết bao nhiêu phiền não. Người thì tin, kẻ thì bán tín bán nghi. À, bình luận xôn xao. Đời sống của họ bỗng dưng bị xáo trộn, lo sợ và khủng hoảng. Tóm lại, những người nổi tiếng mà làm từ thiện này, họ lại được vô số họa từ việc làm từ thiện của mình. À, chị có thấy nghịch lý hay không? Dạ, đúng ạ. Những việc này thì báo chí đăng ầm lên và công an vào cuộc điều tra. Thì tôi cũng có theo dõi cũng như là biết được cái việc, những sự việc này. Quả thực đúng là đây là những là cái nghịch lý ạ. Đúng vậy. Đó là vì họ không hiểu nguyên lý mà tôi đã chia sẻ ở trên. Chỉ đơn giản là làm từ thiện nhiều thì sẽ được nhiều phước. Quả thật là quá sai lầm. Còn công đức là giúp cho người khác hiểu về lời Phật dạy, về giác ngộ và giải thoát ra khỏi sinh tử luân hồi thì mới có công đức. Ừ, dạ. Về giải thoát thì anh Thành hứa là sẽ chia sẻ cho tôi cũng như là chị Sương ở sau cái chương trình này. Còn thế thì còn giác ngộ là như thế nào tôi cũng chưa được rõ lắm à. Sẵn đây thì anh Đại Thành có thể chia sẻ một chút được không ạ? Xin mời anh. Cũng đơn giản thôi. Giác ngộ là tiếng Trung Quốc, dịch ra tiếng Việt là hiểu biết. Mà hiểu biết cái gì? Hiểu biết từ loài nhỏ nhất như là vi trùng nè, cho đến con người, vạn vật, tam giới, Phật giới, càn khôn vũ trụ, hay quy luật nhân quả luân hồi. Tôi lấy ví dụ, bạn bè hay là người thân của chị Sưng mà tu theo đạo Phật á, mà không hiểu lời Phật dạy, toàn mê tín dị đoan, cầu xin lại lục mất thời gian nè, tốn công sức và tốn tiền bạc. Càng cầu xin thì càng khổ sở, càng lo lắng và sợ sệt. Chỉ bằng cách nào đó giúp họ hiểu biết được đúng lời Phật dạy, họ bỏ mê tín, làm đúng lời Phật dạy, đồng nghĩa là giúp người ta giác ngộ. Chỉ giúp người ta giác ngộ ít thì có công đức ít. Chỉ giúp người ta giác ngộ nhiều thì có công đức nhiều. Chỉ giúp người ta giải thoát được khỏi quy luật sinh tử luân hồi thì chỉ có vô lượng công đức. Tôi xin nói thêm là chính công đức này là hành trang giúp chị thoát ra khỏi quy luật sinh tử luân hồi. Tôi lấy ví dụ đơn giản, như chiếc trực thăng muốn bay lên thì phải có động cơ phản lực để tạo lực đẩy. Công đức cũng giống như vậy. Do thời gian có hạn nên tôi cũng không tiện trình bày hết ở đây. Rất hay đấy ạ. Tôi xin trở lại. Chùa nào mà không biết giác ngộ và giải thoát là gì mà để hòm công đức trong chùa thì là sai. Người đi để chùa bỏ tiền vào đó chẳng những không có công đức mà nhiều khi còn bị ác đức nữa. Dạ thưa anh, không có công đức thì tôi hiểu rồi, nhưng mà tại sao cúng tiền cúng dường vô chùa mà có khi còn bị ác đức nữa ạ? Tôi thấy lạ quá. Đúng vậy đó chị Xuân. Nếu chùa nào chủ trương lấy tiền đó giúp người khác đi vãng sanh hoặc giúp người nghèo, giúp những nơi bị thiên tai lũ lụt thì người cúng có phước đức. Đó là tôi muốn nói trường hợp là chùa đó làm đúng thật sự, giúp người thật sự cần thiết. Nếu chùa nào chủ trương đem tiền đó mà để đem mê tín dị đoan vào chùa, lấy số tiền đó dùng không đúng mục đích giúp đỡ người mà làm chuyện khác thì chia phần trăm ác đức với người cúng dường. Vậy xin hỏi chị Xuân là chị có đảm bảo các chùa đó lấy toàn bộ số tiền cúng dường đem đi giúp đỡ người khác mà không sử dụng vào mục đích khác không? Tôi không dám đảm bảo. Trừ khi chùa đó minh bạch sao kê ngân hàng và công khai cho tất cả mọi người dân đều biết rồi. Ồ đúng vậy. Thay vì dùng tiền lẻ rải khắp quanh tượng Phật, hay đặt tiền vào tay Phật, hay nhét tiền vào các chuông, thì bây giờ người ta để cái thùng rồi ghi chữ là hòm công đức, cho có sự tôn kính tam bảo. Chúng ta bỏ tiền vào cái thùng có ghi chữ là hòm công đức như vậy không có nghĩa là chúng ta có công đức. Đức Phật dạy
Muốn tạo được công đức thì trước hết mình phải hiểu giác ngộ là gì, giải thoát là đi về đâu. Sau đó mình chia sẻ cho người khác để họ hiểu thì mình có công đức. Nếu như số tiền mình bỏ vào mà vị thầy đó làm những việc có ý nghĩa, lễ thực sự cho nhiều người thì mình có phước thôi. Còn ngược lại, vị thầy đó dùng số tiền để đi ngao du, đi làm những chuyện sai đạo đức, đồng nghĩa là mình tiếp tay cho các vị đó làm chuyện sai trái. Vậy là mình bị ác đức thôi. Chính vì vậy, trong dân gian mới có câu tiền mất, tật mang. Dạ, đúng rồi ạ. Từ bây giờ chắc chúng ta cũng cần nên là tìm hiểu và suy xét cho thật là kỹ trước khi quyết định là dùng những cái đồng tiền của mình cúng dường. Chứ không nên tùy tiện như vậy, kẻo tự nhiên lại mang ác đức vô chính bản thân mình, thấy nó đúng là quá khổ ạ. Sẵn dịp đầu năm, tôi xin được phép kể một câu chuyện rất vui về đi lễ chùa đầu năm mà tôi có dịp chứng kiến tận mắt vào dịp Tết năm ngoái. Có được không ạ? Dạ được anh, xin mời anh ạ. Có hai cha con nọ vào lễ chùa. Người cha thì vẫn còn trẻ tuổi lắm, cậu con trai mới vô học lớp 1 thôi. Người cha mở ví, lấy tờ 50.000 đặt lên tam bảo rồi quay lại bảo con: lễ đi. Hai cha con chắp tay rất thành kính, người cha lầm bầm cầu xin rất thành tâm. Cậu con trai thì cứ ham chơi, ngó nghiêng bên này, ngó nghiêng bên kia. Người cha bèn thúc giục cậu con trai: lạy Phật đi con, nhanh nhanh cha thương. Cậu bé nghe cha mình thúc giục như vậy, liền chắp tay lầm bầm giống như cha mình, rồi vô tư nói một câu thật lớn, đủ để những người xung quanh nghe: con lạy ông Phật, cho con được học giỏi. Con lạy ông Phật, Tết này cho con được nhiều tiền lì xì. Những người đứng bên cạnh hai cha con, ai ai cũng bật cười vì sự hồn nhiên của đứa bé này. Đó, hai chị có thấy không? Qua câu chuyện có thật này, cho thấy là sự mê tín đã len lỏi vào một cách tự nhiên vào các thế hệ, từ các em nhỏ cho đến những bậc làm cha mẹ là như vậy. Dạ, xin cảm ơn câu chuyện rất là thực tế và nó có nhiều ý nghĩa từ anh Thành. Xin được quay trở lại với chương trình là việc làm phước phóng sanh tại các cổng chùa, đền miếu. Thì tôi thấy là có hiện nay thì nhiều người cứ tấp nập mua chim rồi mua cá thả rồi rất là sôi nổi. Và những ngày đầu năm như thế này thì thưa anh chị, theo anh chị thì những việc làm như vậy thì mình có phước không ạ? Xin được mời chị Sương đi ạ. Tôi cũng rất đồng tình với những ý kiến mà anh Đại Thành vừa mới nói ở trên. Nếu mà hỏi tôi là phóng sinh làm phước thì có phước hay không, tôi xin trả lời là có. Thế giới này là thế giới nhân quả mà, việc làm nào cũng mang lại kết quả cho mình hết. Làm phước thì được phước, làm ác thì bị quả báo. Nhưng điều quan trọng mà mọi người chưa quan tâm đến đó là có những việc là mình nghĩ đó là làm phước, nhưng thực chất việc đó là mang lại ác đức cho mình mà mình không hề hay biết. Ngoài những ví dụ rất thực tế mà anh Thành đã chia sẻ ở trên, tôi cũng xin ví dụ thêm một câu chuyện mà mua chim phóng sinh tại các cổng chùa, đình, đền hay là miếu. Đấy là những hoạt động rất phổ biến hiện nay. Quý vị thử nghĩ xem, những người bán chim phóng sinh đó, họ phải làm gì để có chim để bán? Có phải họ đi bẫy không? Họ bẫy chim như thế là để phục vụ cho những người đi làm phước mua lại của họ để mà phóng sinh, có phải không? Như vậy nếu như không có những người mà mua chim thì làm phước phóng sanh thì những người bẫy chim người ta không bán được. Người ta sẽ chọn một cái nghề khác để người ta làm để kiếm sống rồi. Và những con chim đó không bị bắt nhốt rồi thả đi. Quý vị cứ nghĩ đi, một loài sinh vật như vậy cứ bắt nhốt rồi thả đi, bắt nhốt rồi thả đi, phải chịu nhiều đau đớn khổ sở cho đến chết. Vậy theo các anh chị và quý vị khán thính giả, nghĩ việc làm này là ác đức hay là phước đức? Tương tự cho thả cá cũng vậy. Cá bị thả rồi lại bị chích điện, bắt lại. Cứ thế con cá yếu rồi chết. Cuối cùng người phóng sinh lãnh đủ.
Nếu muốn phóng sinh đúng thì phải lựa chỗ để phóng sanh, chỗ mà nước sạch, phù hợp với cá để sống. Ví dụ ha, cá nước ngọt thì phải phóng sanh ở ao hồ, sông suối. Cá nước mặn thì phóng sanh ở vùng biển. Lựa chỗ mà vắng người mà để phóng sanh, kẻo lại bị người khác bắt rồi người ta ăn thịt. Đó mới là phóng sanh đúng. Đúng rồi, chị Sương phân tích tôi thấy rất là thuận lý à. Nhưng rõ ràng, đúng là rõ ràng là khi mà mình muốn làm điều gì thì phải suy xét cho thật kỹ, chứ đừng có bỏ tiền, bỏ công sức ra làm phước. Phước đâu không thấy đâu, thấy toàn ác đức thì đúng là không ai muốn cả. Dạ, quay lại với chủ đề đầu năm thì chương trình có câu hỏi như thế này à. Anh chị nghĩ sao về cái các tập tục kiêng cử trong ngày Tết? Ví dụ như là xông đức ngày Tết nè, xuất hành đầu năm, kiêng cử mặc áo trắng, áo đen, không được quét nhà 3 ngày Tết, kỵ người khác đến xin lửa, trái cây thì không có trên mâm bày biện thì không thể thiếu là cầu, dừa, đủ, xoài, sung, vân vân. Có Tết này thì có người lại cầu cho qua dịch bằng cách là bày biện là mảng cầu nè, khổ qua và con vịt ở trên mâm nữa. Tôi thấy rất là ngộ nghĩnh. Anh chị nghĩ sao về cái vấn đề này ạ? Câu này xin được mời anh Đại Thành đi ạ. Những quan điểm này trước đây tôi từng thấy và nghe rất nhiều. Nhưng dạo gần đây tôi thấy người dân mình có nhiều người không còn tin vào những chuyện như thế này nữa. Tôi thấy ai thích mặc gì thì mặc, trái cây nào ngon thì mua về chưng Tết. Ai vào nhà đầu năm cũng đều vui. Ngày đầu năm muốn đi đâu, đi hướng nào cũng được thuận tiện hết. Những quan niệm cổ hủ, mê tín này có từ thời kỳ đồ đồng, ngày xưa được truyền lại cho tới bây giờ. Thời này là thời công nghệ 4.0 rồi. Đầu óc của người dân phát triển theo công nghệ, nên nhiều người không còn kiêng cử những việc này nữa. Chỉ những người chịu ảnh hưởng lớn từ truyền thống gia đình nên mới tin lầm, còn gọi là mê tín thôi. Còn cúng cầu qua dịch là cũng cũng chơi cho vui vậy thôi, không ăn thua gì. Dạ, vậy thì nhiều người còn mê tín quá, thì có cách nào để giúp cho họ không còn mê tín được nữa không ạ? Thưa anh Thành. Muốn những người này không còn mê tín thì thật sự rất khó, vì những việc mê tín này đã ăn sâu vào họ từ rất lâu rồi. Có ai nói gì chánh tín cho họ nghe, họ cũng không chịu nghe đâu, mà còn chửi lại nữa. Nhưng ai xúi họ mê tín thì họ làm liền. Vậy là không còn cách nào để giúp họ sao anh Thành? Tôi nghĩ vẫn có cách chứ, vẫn còn cách chứ. Thật ra thì có một cách. Dạ, cách gì vậy thưa anh? Chỉ cần họ tìm đọc được quyển giáo lý đạo Phật, chịu khó đọc cho kỹ là đảm bảo họ không còn mê tín nữa. Vậy là giáo lý đạo Phật à thưa anh? Chứ không phải là các kinh Phật hiện nay ở các chùa nó đã là giáo lý sao ạ? Không phải chị Xuân ơi. Kinh sách Phật thì là giáo kinh thôi, không phải giáo lý. Chị và quý vị khán giả muốn có giáo lý đạo Phật, cứ tìm đến những chùa lớn có tiếng ở khu vực mình, vào đó hỏi quý thầy cho thỉnh nguyện giáo lý đạo Phật thì quý thầy sẽ đưa liền. Dạ vâng, cảm ơn những cái thông tin rất là quý giá của anh Thành. Qua đây thì chương trình cũng hy vọng là mỗi người chúng ta sẽ có được cái quyển giáo lý đạo Phật để hiểu đúng lời Đức Phật dạy, tin đúng sự thật nơi thế giới này, để không còn ai bị tin sai điều gì cả. Quý vị khán thính giả của chương trình Sự Thật Online ơi, có thể đến khắp tất cả các chùa ở khu vực mình cư ngụ, hỏi các quý thầy để xin quyển giáo lý đạo Phật ạ. Câu hỏi tiếp theo mà tôi muốn được gửi đến chị Sương đó là sau nhiều năm đi lễ chùa thì chị có thấy cái chùa nào hoặc là nơi nào mà tổ chức các lễ hội cũng như là chủ trương đúng với lại cái những gì mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy không ạ? Ở Việt Nam là từ Bắc chí Nam có rất nhiều chùa. Tôi nhớ không lầm là có khoảng 18.600 ngôi chùa. Tôi không thể nói hết là chùa nào làm sai, chùa nào làm đúng lời Phật dạy được, mà tôi nói tiêu chuẩn chung như thế này ha. Chùa mà làm đúng lời Phật dạy, việc đầu tiên là phải có treo cái bảng hiệu rõ ràng về pháp môn mình tu và thành quả như thế nào. Chùa nào không rõ ràng về vấn đề này, nhiều khả năng là chùa giả đó. Kế nữa là không được đem mê tín dị đoan vào chùa. Những việc làm như xin xăng, bói quẻ, dân sao, giải hạn, đốt giấy tiền vàng bạc là của đạo lão bên Trung Quốc chứ đâu phải của đạo Phật. Chùa nào mà có những hoạt động này chắc chắn là chùa giả. Tiếp theo là chùa nào dạy pháp môn nào mà phải cho hỏi tự do về pháp môn đó. Và chùa là phải có giáo lý nè,
bắt buộc chùa là phải có giáo lý, giáo kinh, giáo lễ, giáo điều, giáo luật, tôn chỉ, cương lĩnh, nội vi, vân vân và vân vân. Chùa nào có những điều như vậy thì mới đúng là lời Phật dạy, còn ngược lại là chùa giả. Và đặc biệt, những ai muốn tìm hiểu sâu về đạo Phật thì phải biết cốt tủy của đạo Phật là giác ngộ và giải thoát. Những người này nên tìm chùa nào có treo các bảng hiệu chuyên dạy giác ngộ, chuyên dạy giải thoát để đến đó mà tìm hiểu, để hiểu đúng lời Phật dạy, không còn làm những chuyện mê tín dị đoan, để không bị lãng phí tiền tài, sức khỏe, mang lại lợi ích cho xã hội. Nhân đây, tôi thông qua chương trình mong muốn chia sẻ những điều căn bản của đạo Phật mà tôi vừa trình bày ở trên đến được với tất cả quý Phật tử cũng như quý khán thính giả của chương trình Sự Thật Online. Quả thật mình học Phật, tu theo Đức Phật mà không tìm hiểu được Phật là gì, Đức Phật là ai, Ngài dạy cái gì, cứ làm theo cảm tính, phong trào thì quả thật là phỉ báng Đức Phật, thật uổng phí một kiếp làm người ạ. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chị Sương và anh Thành rất nhiều vì những cái câu chuyện cũng như là những kiến thức mà rất là bổ ích mà anh chị đã mang đến cho tất cả quý vị khán giả. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được đọc lá thư của một vị khán thính giả đã gửi thư đến chương trình chia sẻ về con đường tìm học đạo Phật rất gian nan, vất vả. Nhưng cuối cùng vị khán giả ấy đã rất mãn nguyện vì đã tìm thấy được. Xin được mời anh Đại Thành và chị Ngọc Sương cùng với lại tất cả quý vị khán giả đến với lại câu chuyện rất thú vị này. Kính gửi ban biên tập chương trình Sự Thật Online, tôi là Lê Thị Hiền, sinh năm 1950 ở thôn Ngạch Ngõa, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Tôi là người thường xuyên theo dõi chương trình Sự Thật Online trên kênh YouTube. Tôi thấy chương trình này rất bổ ích và thực tế đối với những người Phật tử như chúng tôi. Tôi viết thư này nhờ cháu tôi đánh máy lại và gửi đến chương trình Sự Thật Online. Xin được chia sẻ về câu chuyện đời thực của tôi. Nếu có ai đồng cảm được thì cũng là niềm vui và niềm an ủi cho bản thân tôi. Tôi xin được bắt đầu câu chuyện của tôi như sau. Chồng tôi mất sớm, khi con trai tôi còn rất nhỏ, tôi phải một mình làm lụng chật vật để lo cho các con đủ cái ăn, cái mặc. Thấy tôi vất vả nên có người khuyên tôi nên đi chùa để cầu xin Phật độ cho đỡ khổ. Thế là tôi bắt đầu đi chùa từ năm tôi 46 tuổi. Hầu như ngày nào tôi cũng có mặt tại chùa. Tôi không chỉ đến chùa vào những ngày rằm, mùng 1 và các ngày lễ lớn của chùa. Tôi còn lên chùa tụng kinh cùng các thầy vào mỗi buổi tối và một tháng 3 ngày vào buổi trưa. Rồi tôi còn lên làm công quả đỡ cho các thầy khi chùa có công việc. Các thầy quý tôi lắm nên cho tôi vào nhóm đi cúng dường và vào ban trợ niệm đi tụng kinh cho người mới mất để họ được vãng sanh về nước Tây Phương Cực Lạc. Mỗi năm chúng tôi đi cúng dường 2 lần, đầu năm thì đi cúng dường 10 chùa, giữa năm thì đi cúng dường 6-7 trường hạ. Còn đi trợ niệm thì cứ có ở chỗ nào có người mất thì thầy lại báo đi. Chúng tôi thuê xe đi, tụng kinh hộ niệm suốt đêm. Tôi còn đi lễ ở tận Đại Bảo Tháp trên Tây Thiên, một năm đi khoảng 7 lần vì có thầy ở tận Ấn Độ về lễ cho. Có những lần đi thì vài ngày mới về, nhiều khi không có người trong cháu tôi lại mang cả cháu theo. Năm nào tôi cũng đi lễ như vậy. Mỗi lần đi xa phải đi từ 2-3 giờ sáng, đến tối mịt mới về đến nhà. Đi suốt như vậy nên công việc gia đình, đồng án cũng bị bỏ bê. Cháu cũng chẳng chăm được, lúa thì bị sâu ăn, rau thì bị bỏ héo, nên con tôi cũng không hài lòng về tôi. Mỗi năm tiền đi lễ chùa sơ sơ cũng hết đến hơn 3 triệu. Tiền hồi đó có giá trị lắm, 90.000 một tạ thóc, 15-20.000 một yến gạo. 3 triệu là tương đương hơn cả 3 tấn thóc hoặc là 1 tấn rưỡi gạo, chưa kể đến các khoản phát sinh khác.
nhưng hễ cứ chắc góp được đồng nào là tôi lại mang đi cúng chùa lễ. Vì tôi nghe các thầy bảo lễ Phật, tụng kinh, cúng dường tam bảo được càng nhiều thì càng tốt, sẽ được Phật độ về Tây Phương Cực Lạc, rồi mới có tài có lộc ăn nên làm ra, gia đình con cái mới bình an, mạnh khỏe. Vì thế mà tôi càng ham đi lễ nhiều, cầu xin nhiều, cúng dường nhiều và tụng kinh nhiều. Tôi không chỉ tụng kinh trên chùa mà còn tụng cả ở nhà nữa. Vì thầy bảo tụng kinh lạy Phật vào buổi sáng rất là tốt. Vì vậy sáng nào tôi cũng dậy sớm từ 2 giờ sáng để lạy Phật 200 lạy, rồi tụng kinh Lăng Nghiêm và tụng kinh A Di Đà. Có lần tôi băn khoăn, tôi hỏi thầy: Bạch thầy, chúng con Phật cũng lễ, thánh cũng lễ, mẫu cũng lễ, thì không biết sau này chết chúng con về đâu? Thầy bảo: Về Tây Phương Cực Lạc chứ còn về đâu, về đó không già, không chết, không thời đi đâu. Nghe thầy bảo thế tôi mừng lắm. Tôi cứ tin tưởng và làm theo lời chỉ dạy của các thầy, cho đến năm con trai đầu của tôi bị tai nạn ngã từ giàn giáo tầng 3 xuống suýt chết. Cuộc sống càng khó khăn nên tôi không đi trợ niệm nữa. Dần dần tôi cũng không đi cúng dường và đi lễ ở Đại Bảo Tháp nữa. Tôi chỉ đi cúng lễ ở chùa mà thôi. Rồi vào năm 2017, hôm đó tôi vừa tụng kinh ở chùa ra thì gặp một người, người đó bảo tôi: Chào bà, giọng bà tụng kinh nghe hay lắm, nhưng mà bà tụng như vậy bà có hiểu nghĩa kinh nói gì không? Tôi rất ngạc nhiên nhìn người đó, vì hơn 20 năm rồi tôi đi tụng kinh, không ai nói với tôi câu này cả. Và tôi cũng chưa bao giờ tìm hiểu xem kinh nói gì, chỉ nghĩ rằng lời của Phật sâu xa mình không thể hiểu được. Tôi trả lời với người đó: Tôi chỉ thấy thầy tôi bảo tụng kinh thì rất tốt, tụng càng nhiều càng tốt, thì tôi tụng thôi, chứ tôi cũng không hiểu kinh nói gì cả. Người đó bảo tôi: Kinh là những lời dạy của Đức Phật để lại cho hậu thế. Bà không tìm hiểu xem Đức Phật dạy gì để làm cho đúng, mà bà chỉ nghe ai nói gì cũng tin và làm theo. Bà làm như thế thì chẳng khác nào bà đang đi trên đường mà người ta đến bảo bà Phật bảo phải lội xuống ao thì mới đi đúng, thì bà cũng lội à. Bà không hiểu nghĩa kinh là không hiểu lời Phật dạy, mà bà cứ tụng kinh như thế thì khác nào bà đi làm, bà viết giấy dặn lại các con ở nhà nấu cơm, lấy bao nhiêu gạo, đổ bao nhiêu nước, đun như thế nào sẽ thành cơm. Nhưng con bà không làm theo lời bà dạy, mà cứ đem tờ giấy bà dặn đọc từ sáng cho tới trưa thì có thành cơm không? Tôi nghe người đó nói mà đầu óc tôi cứ sáng dần ra. Rồi người đó lại bảo tôi: Mấy chục năm bà đi chùa, bà cầu xin Phật những gì? Có việc nào bà cầu xin mà được không? Bà thử nghĩ xem. Người đó lại nói tiếp: Nếu mà cầu được thì chắc chắn chả còn ai ốm đau, chả còn ai nghèo, chả còn ai khổ nữa. Vì ai đi chùa chả cầu được khỏe mạnh, hết nghèo hết khổ. Bà thấy có đúng không? Tôi nghe người đó nói mà chỉ biết gật đầu vì thấy người đó nói quá đúng. Cuối cùng người đó lại bảo tôi: Bà nên tìm hiểu xem Đức Phật dạy mình những gì để mà làm theo, chứ đừng có nghe ai nói gì cũng tin mà thành ra hiểu sai lời Phật dạy, thành ra mê tín, làm khổ mình và khổ cả gia đình. Nếu bà thấy tôi nói có lý, bà muốn tìm hiểu đúng về đạo Phật thì tôi sẽ giúp bà. Và người đó cũng đưa cho tôi số điện thoại. Về nhà tôi cứ suy nghĩ mãi về những điều người đó nói với tôi. Mấy chục năm nay tôi cứ nghĩ mình tụng được nhiều kinh, thuộc nhiều kinh là tốt, nhưng một lời Phật dạy tôi cũng không hiểu, không biết thì có tác dụng gì. Mấy chục năm nay tôi đi cầu, đi xin, đi vái lại khắp nơi mà chẳng có được gì đâu. Tôi vừa đi giải hạn cho gia đình về thì con trai tôi bị tai nạn suýt chết. Tôi cầu bình an cho gia đình mà gia đình tôi nào có an, có vui. Tôi cầu cho tôi được khỏe mạnh thì tôi vẫn bị đau ốm, bị đau lưng, đau khớp do ngồi nhiều để tụng kinh,
bị đau dạ dày do ăn uống thất thường. Tôi cầu cho gia đình tôi hết nghèo, hết khổ, thì mẹ con, bà cháu tôi vẫn nghèo khổ. Thế là tôi quyết định tìm gặp người đó để tìm hiểu sự thật về những lời Phật dạy. Thì ra, Đức Phật đã dạy trên thế giới này không cầu xin ai được, kể cả xin Phật. Thế mà tôi không biết, lại đem những đồng tiền mình đã vất vả khó nhọc mới có được để làm những việc vô ích, để ăn mà chẳng dám ăn, để mặc cũng chẳng dám mặc. Thật quả là quá mê muội. Và tôi đã phát khóc lên vì tiếc những đồng tiền tiêu không đúng chỗ. Đáng lẽ ra với số tiền chắc chớp dành dụm hàng năm đó, gia đình tôi đã có cuộc sống tươm tất hơn, đầy đủ hơn. Thật may mắn cho tôi đã được người đó giúp đỡ để tôi hiểu đúng lời Đức Phật dạy. Đối với tôi, người đó quả thực là một thiện tri thức của nhà Phật. Tôi đã hiểu trái đất này có mấy loài sống chung, vì sao có người bị luân hồi, và luân hồi là đi đâu, muốn thoát khỏi luân hồi thì phải làm gì. Và tôi cũng đã hiểu chùa chỉ là để nơi mình tưởng nhớ Đức Phật, nguyện học và làm theo những lời Phật dạy, chứ không phải đến đó cầu xin Phật ban phước, ban lộc cho mình. Từ năm đó, tôi không còn đi cúng, đi tụng, đi cầu như trước nữa. Tôi có thời gian nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, nên sức khỏe của tôi ngày càng khỏe ra. Bệnh xương khớp, bệnh dạ dày cũng dần hết. Mấy năm nay hầu như tôi không phải dùng đến một viên thuốc nào. Tôi vẫn ra đồng cày lúa và trồng rau được. Thấy tôi khỏe mạnh và chăm lo đến gia đình nhiều hơn trước, các con, các cháu tôi rất vui. Cuộc sống của gia đình tôi cũng đầy đủ hơn trước. Hàng ngày tôi vẫn đọc sách Phật để hiểu sâu hơn về lời của Đức Phật dạy. Đồng thời tôi cũng áp dụng những lời Phật dạy vào cuộc sống của mình để dạy bảo các cháu. Đầu năm tôi vẫn đến chùa, nhưng không phải là đến để cầu xin Phật như trước đây nữa, mà tôi đến để cảm ơn Đức Phật vì đã dạy tôi hiểu về sự thật nơi thế giới này và chỉ cho tôi con đường để thoát khỏi sinh tử luân hồi. Kính thưa ban biên tập chương trình Sự Thật Online, tôi thấy tôi quá may mắn khi gặp được thiện tri thức đã giúp tôi hiểu đúng về đạo Phật, để tôi không còn bị hiểu sai, tin sai và làm sai lời Phật dạy nữa. Tôi mong mọi người cũng may mắn gặp được thiện tri thức như tôi đã từng gặp, để hiểu được hơn những lời chân thực của Đức Phật dạy, để không còn bị mê lầm, không còn bị tốn tiền, tốn của, mất thời gian và những việc làm mê tín như tôi đã từng làm. Nhân dịp năm mới, tôi xin chúc mọi người có nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Chúc ban biên tập chương trình Sự Thật Online thật nhiều sức khỏe, có thật nhiều chương trình hay để giúp Phật tử chúng tôi hiểu đúng về đạo Phật, không còn tin sai và làm sai lời Phật dạy nữa. Tôi, Lê Thị Hiền. Kính thưa quý vị, với tiêu chí tôn vinh nét đẹp của đạo Phật, những người thực hiện chương trình luôn cố gắng đem đến cho tất cả quý vị khán thính giả những gì là tinh túy nhất, những gì là cốt lõi nhất của đạo Phật, để quý vị có cái nhìn sâu sắc hơn và gần gũi hơn với đạo Phật, để chúng ta không còn tin mơ hồ những việc linh thiêng, huyền bí, không còn mê tín dị đoan nữa, mang lại lợi ích cho gia đình và cho xã hội, để đạo Phật được trở về với tinh hoa vốn có. Kính thưa quý vị, đó là những gì mà chương trình Sự Thật Online muốn gửi gắm đến quý khán thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Chương trình rất sẵn lòng nhận mọi ý kiến đóng góp của tất cả quý vị, cũng như sự gợi ý về các chủ đề tiếp theo của chương trình Sự Thật Online. Mong có thật nhiều đóng góp ý kiến của mọi người nhiều hơn nữa, từ nhiều góc độ khác nhau, để sao cho chương trình ngày càng tốt đẹp hơn, nhằm lấy lại hình ảnh của một chánh pháp đạo Phật xưa kia, vốn đã bị mai một sau hơn 2.560 năm. Mọi thư từ và đóng góp ý kiến
xin được gửi về địa chỉ email sự thật online 2020@gmail.com hoặc qua Facebook facebook.com/sự thật online hoặc qua kênh YouTube youtube.com/sự thật online. Cuối cùng xin chúc cho tất cả quý vị thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong năm mới, một năm tràn đầy hứa hẹn sẽ đem đến thành công cho tất cả mọi người. Còn bây giờ, chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.